Con nha, hôm qua tối giờ trễ quá không quay được cái máy mới gì bà con. Đây con này đẹp rồi con. Ra 85. Nó đẹp rồi con. Bô còn trắng lít xài rồi con. Trắng lắm. Ra 85. IC7, IC6. Cháu con này cũng còn đẹp mà. Sơn bỗng xanh vàng như là đẹp lắm. Ra 85, IC6. Còn khá đẹp mà con. Chiều chiều rảnh quay chạy cho con coi. Yên bộ đây loa đây nó 7-8 rồi con. Xô luôn ra luôn. Khá đẹp không mà con, dễ chịu khó chữa lên cái. Alo nghe nè. Đúng rồi anh. Mua con nào 8,5 triệu. Dạ. Có bình dầu 12 triệu. Không anh. Để anh gấp bình dầu vô là 12 chai á. Dạ. Cái Long An này, bất tức Long An này. Bán hết em. Dạ. Dạ. Không anh. Nó 8 rồi con. Đây mít xu đây. Con nào muốn thích dọn rẻ này mít xu. Mít xu là rẻ nè. Đây là 8. 8 ngựa rồi con. 8 7 6 7 luôn. Con này còn khá được không. Được khó rửa luôn mà con ơi. 7 luôn. Alo. Alo. Chào anh. $10,500. Toàn quốc anh xin tiền cước anh tính ha, chào toàn quốc. Đúng rồi. Nhà kiểm tra đúng hàng là đưa tiền ha, mua điện cho. Sao vậy được anh, đồ 10 mấy triệu mà nó vậy được, không có chắc, phải đúng chứ không có chắc. Dạ không có vậy được.
Không anh. Có khoảng 200 trở lại đó. Của em hả? Mấy cái máy nằm ở Sóc Trăng anh. Nhà mấy máy nghỉ địa mới nằm ở Sài Gòn. Một con. Đây có con hơi 7 này đẹp nè con. Quá đẹp luôn. Con mắt cũng chát con này. Hơi 7. Quá đẹp. Con này cũng chớn. Vô nó chát mà con. Cũng chớn còn bóng luôn nè. Ra 11 đây. 11 nữa. Có đề luôn. Đây, 7 ngựa. Đây, 7 luôn. Đây, 8 luôn, 8 ngựa có đề luôn. 7 này, ngoài đẹp. Có ngựa đẹp không? Ô, còn trắng tươi luôn nè. Con này trắng còn ít xài nhất luôn. Alo. Nghe anh ơi. Nghe anh ơi. Đây ơ 7 đây. Con này ơ 7 ra đề nó con. Đẹp luôn nè, có đề luôn. Đề con 7 màu luôn. Đẹp. 8 ngựa đây. Alo. Ở đâu anh? Máy gì chứ máy gì? Rồi, để chút em về em điện lấy địa chỉ cho. Đây con này có đề luôn con. Ở 7 có đề luôn. 7 chuỗi có đề. Con 6 này đẹp rồi con ơi. Quá đẹp con 6 luôn nè. Xin giờ quá đẹp đi chia sẻ. Alo. Chín triệu anh. Giờ 100.000 bạc để lấy xài luôn đi nè. Dạ. Sài Gòn anh. Con 6 này đẹp mà con. Chết. Này là 8 có đề luôn nè. Này ơi 60 luôn nè. Ôi 8. Đẹp luôn nè. Con 7 này đẹp luôn nè. 7 rất đẹp luôn con. Rất đẹp. Con này đa số trong kẹt xe nên ít xài thôi. Gửi lên là báo cháy luôn. Bảy có con dầu cũng đẹp nè. Tất cả đều là Kubota mà con. Ra 7 8 9 đều là Kubota hết luôn. Còn 6 này, đã quá. Mua mới chát con. Mua nghĩa là chưa xài như là 8. Có bình dầu nha. Có bình dầu luôn. Ngoài đẹp quá, mua chát. Sáng coi rõ qua tối quá không thấy rõ. Con nào muốn nhu cầu luôn à 0886356707.
sáu đẹp quá. Gà 85 xe 6 số 7, số 7 nha mọi con. 55 55 chuỗi nè. Nhưng mà giá nó cũng mềm nè. Alo. Đúng rồi. Ba trăm tám mươi lăm triệu anh. Con đuôi không ủi. Khoảng trăm mấy, trăm hai nữa. Không cần thế chấp anh. Dạ, nhưng mà lãi suất hơi cao. Chứng minh hộ khẩu bằng lái với hàng tháng. Đúng rồi. 1.1% một năm. Một chấm một á, sóc trăng đi đường nào đi trăng gần nhất đi em cũng gần nữa. 1.1% là 100 triệu, khác 1 triệu một mốt với anh. Dạ, mà lãi suất nó khủng quá nha, hết lãi suất khủng luôn á. Dạ, nó hết gói không đồng rồi. Dạ. Đang hiện hàng ra. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Tất cả mặt hàng nha bà con. À, tương đối khá khá mọi con ơi. Con lô mới về được lô thế này mọi con ơi. Ít khi nào có lô mà má nổ đều lắm mọi con. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.